chuyên mục kiến thức lịch sử của kênh YouTube Never CLK xin kính chào quý khán giả. Tên thật của Trần Thái Tông là Trần Cảnh, đúng hay sai? Chúng ta hãy cùng thảo luận đáp án dưới phần comment nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại. Marked a location. Ở trên cây. Marked a location. À thế à? Phải lọt thật. We're the best.